Hello, sao bà như vậy nên cô Mobile đã ra mắt bộ trang phục của Nguyễn Phương Achit siêu sao bóng chay. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, các bạn có thể mua và trải nghiệm bộ trang phục này với giá 429 quân huy. Nếu các bạn mua combo và có tướng Achit rồi thì chỉ cần bỏ ra 300 quân huy thôi nha. Nghĩa là tầm 150.000 Việt Nam đồng. Một bộ trang phục bậc S này với tính năng trang phục nó là tạo hình thiếu nữ bóng chày ở lanh nợi và trải nghiệm bóng chày trong tầm tay. Và vũ khí từ một thanh kiếm to thì các bạn đã chuyển thành một cái gậy đánh bóng chày. Rồi, với âm hiệu đạo đức đầy phấn khích và lồng tiếng lanh lợi tinh nghịch, có cả khung ảnh đặc biệt nha anh em ơi. Ok, và mình sẽ review các bạn cái hiệu ứng kỹ năng bộ trang phục này luôn. Ở đây là bộ trang phục đẹp nhất của vị tướng Achit. Các bạn nhìn thấy là vô cùng dễ thương, một cầu thủ bóng chay và nữ nha. Nếu các bạn nào xem cốt truyện thì các bạn thể thấy là phát bóng bóng chày một phát là lên mặt trăng luôn. Hiệu ứng biến về của trang phục là không có nha. Đây là cái hiệu ứng lật đật của cái biểu tượng mình có thôi. Wow. Bây giờ tất cả các đòn đánh vung kiếm các bạn chuyển thành là đập chày rồi. Đấy, chiêu 1 quay chày. Chiêu 2 đâm chày, phát chày này có thêm cả hiệu ứng lửa nữa. Đấy. Ở phát đánh các bạn thấy là có hiệu ứng của phát đập của chày nhá. Đấy. Và giá bảo của cái nội tại thì cũng rất đẹp với biểu tượng găng tay của môn bóng chày. Nói chung là bộ trang phục này cái gì cũng liên quan đến từ chày anh em ơi. Đấy. Ở phát chiêu cuối này, mình sẽ chuẩn bị dùng chiêu cuối nhưng mà thanh niên thên chạy mất rồi. Chiêu cuối đây. Uầy. Một cái gậy bóng chày nó to vật vã khổng lồ. Ở phát đập đấy chắc chắn là rất là thốn nha. Nói chung một bộ trang phục với tạo hình thay đổi từ vũ khí đến ngoại hình và âm hiệu của cái phát đánh thường của Yung Kidang và cả tướng địch và cả của vị tướng nữa. Một bộ trang phục bậc S. Rất tiếc là vị tướng Achit là vị tướng hiện tại bị anh em lãng quên rồi. Tiếp nữa mình sẽ làm video clip về Achit phong cách trợ thủ. Mình nghĩ là phong cách này rất mạnh cho Achit và các bạn có thể chơi nha. Tất nhiên là đồ trợ thủ thì các bạn theo dõi ở phần cuối video của mình. Đó. Mình sẽ hủy hồi chiêu đi, dùng chiêu cho nó đẹp nha. Đấy. Kết nhất chiêu cuối thôi. Biến thành màu vàng này, biến sát thương này. Và gây sát thương chuẩn. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Tất nhiên là mình chưa lên đồ lên quạt, hơi yếu anh em ơi. Nói chung là hiệu ứng kỹ năng mình thấy là khá đặc biệt về cái nội tại rồi chiêu cuối. Và đặc biệt là vũ khí nó thay đổi. Ok, nếu các bạn yêu thích vị tướng Achit thì nhớ mua bộ trang phục này nha. 150.000 Việt Nam đồng giờ nếu các bạn có tướng rồi. Achit là vị tướng khá là trâu với việc bút ra bảo liên tục bằng cái nội tại. Dường như là bung lên ảo liên tục bởi vì con này là tốc đánh cũng nhanh rồi. Đánh chưa một các bạn tăng tốc đánh mà. Đấy. Nào có giá bảo luôn. Đấy, giá bảo hồi liên tục nha. Chạy bình quận này. Ok, như vậy video clip review cái bộ trang phục Achit bóng chày đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.
Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được một bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.